Dạ, xin kính chào tất cả cô chú chị và các bạn thích mai vàng trên cả nước ạ. Hôm nay thì kênh có quay trở lại với vườn mai của anh Vũ ở trong làng hoa Bà Bộ, thành phố Cần Thơ mình ha cô chú anh chị. Hôm nay thì có một số phô mai bonsai đế đẹp, chi cành đầy đủ luôn nha cô chú anh chị, thân lắc cũng như bonsai lùng lực đủ dáng đủ kiểu nha cô chú anh chị ha. Xin giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Xin chúc cô chú chị các bạn xem clip thật là vui nhé cô chú. Và chọn được cái nào ưng ý thì cô chú anh chị liên hệ với anh Vũ cho nên cô chú anh chị nha. Dạ, em xin chào anh Chính ơi. Xin chào Hiệp. Dạ. Xin chào bà con gần xa cả nước ha. Hôm nay em có lên mười mấy phôi mai vàng để giao lưu với bà con, mong bà con ủng hộ tiếp tục như mấy clip trước ha. Dạ. Cảm ơn bà con rất nhiều. Dạ. Rồi cho em xin số điện thoại giao lưu nha anh ơi. 0868 98 1091. Dạ. 0868 98 1091. Rồi. Dạ rồi. Giờ mình vô mã số đầu tiên luôn nha. Mã số 1. Dạ, mã đầu tiên là mã số 1 nha quý cô chú anh chị. Một phôi mai giống như thú nè bà con, dáng thú nha, chú anh chị nha. Có cành lắc luôn ha, cành hồi về. Đế nơm đều nó lắc mà nó cành hồi luôn nè bà con. Dạ. Lắc lượng đẹp. Dàn đế thì đều hết bà con ơi. Cô chú anh chị, đế rất là khéo đế ha. Cây già cây dữ lắm mà bà con. Sần sùi. Cái chi nó lắc nha cô chú anh chị ha. Chi nó lắc khéo đẹp. Rộng lắc đẹp lắm bà con ơi. Rồi, trên thân sớm nha. Hoành thân 29. Dạ hoành là 29. Chiều cao tới đỉnh nó là 45. Dạ. Từ cái đỉnh ra cận bay là 62. Dạ. Cành phóng là 62 nha cô chú. Cành phóng 62. Tổng hoành đế 160 cơ. Dạ, tổng hoành đế là 160. Đế nó ra bít bầu hết trơn rồi bà con, đế đều gan hết. Đường kính bầu 65. Dạ. Đế cắm xuống nha cô chú anh chị. Đế cắm không nha bà con. À, đế đều hết bà con ơi, nó dương thú nằm nha. Cây số 1 này giao lưu với bà con 6.500.000. 6 triệu rưỡi nha cô chú anh chị ơi, một phôi mai bonsai giống thú đế trải 24 giờ luôn nha cô chú anh chị. Một cây đế rất khéo, chi cành khéo luôn nha cô chú. Dạ rồi, mã số 2 nha quý cô chú nha. Mã số 2. Thứ hai là một phôi mai dáng trực, dáng trực cũng chú. Có cành hồi nha bà con, nó lắc lượng nha bà con, đẹp nha cô chú anh chị, có cành phóng luôn, để nôm để đều gan hết. Dạ. Bà con ơi, cành phóng thì lắc nha cô chú nha, đây lắc lượng đẹp lắm bà con ơi, nó sù nu hết trơn nha bà con, mấy cái nách nè nó lên nè, lên cục cục hết trơn, cục bự bự với lại cái chi cành nó còn nổi nữa nha bà con, nè nổi cục nguyên cục nè. Nó nu cục cục hết trơn, nguyên cục lên nách hết trơn, thân lắc đế đẹp như cô chú anh chị, đế đều gan mà con ơi, đế rất khéo, đế này như quý cô chú nha. Rồi anh cho em thông số ha. Hoành 25 cơ. Dạ hoành là 25. Chiều cao 89 bà con ơi. Dạ. Từ thân ra cái cành phóng nó là 75. Dạ. Tổng hoành đế 150 bà con ơi. Dạ, tổng hoành đế là 150 nha quý cô chú anh chị nha. Đó, đế nơm đế đều 24 giờ luôn nha cô chú anh chị. Đường kính bầu nó là 56 bà con ơi. Dạ. Cây mã số 2. Dạ, cây số 2 mình giao lưu nhiêu anh? Cây mã số 2 giao lưu với bà con 5.500.000 đó bà con. Dạ, 5 triệu rưỡi nha quý cô chú anh chị ơi. Phôi mai vàng mã số 2. Rồi, đổi giùm em ha.
Tiếp tục là mã số 3. Giờ luôn không anh? Nói nào. Rồi, khiên đi, khiên đi. Rồi, mã số 3 nha quý cô chú. Một cây dán trực lắc luôn ha. Dán hơi bay xíu nha quý dán cô bay chú. Nha bà con. Dán bay. Rồi, rồi, này là bay luôn rồi đó nha cô chú nha. Có, trực lắc mà có cần phóng luôn bà con. Đế đều gan hết trơn bà con ơi. Đế nó cầm đều hết. Cô chú anh chị có đế chịu lực, đế màu đẹp nha cô chú anh chị nha. Cây dán bay, đế đẹp. Mình phóng nó coi chú anh chị. Mình đế này nha coi chú nha. Đó. Mã số 3 nha quý cô mã chú. Mã số 3. Quanh nó 31 rồi bà con. Dạ quanh nó 31. Chiều cao 107 bà con ơi. Dạ. Từ cái mình ra cái cành phóng đó là 52 bà con. Dạ rồi 52. Tổng ngoài đế 135 bà con ơi. Nồi đế đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đế cũng nơm luôn nha cô chú. Đường kính bầu đường kính bầu 57 bà con ơi. Cái mã số 3. Số 3 nha cô chú anh chị. Mà cái này giao lưu nhiêu vậy anh? Mã số 3 này giao lưu với bà con 5 triệu bà con. Dạ rồi 5 triệu nha quý cô chú anh chị nha. Phôi mai vàng mã số 3, một phôi mai vàng dán bay. Chi cành lắc đẹp luôn, thân lắc luôn nha quý cô chú. Rồi anh đổi giùm em ha. Dạ tiếp tục là mã số 4 nha cô chú, một cây dán trực cành phóng ha. Đế nơm luôn. Mã số 4 dán trực cành phóng rồi bà con. Có cành hồi luôn bà con. Dàn đế này nha quý cô chú. Đế đều hết bà con ơi. Thằng dán đế nó cầm khéo cây nha cô chú anh chị ha. Cây già cây dữ lắm rồi bà con ơi. Nó cục cục hết trơn nè. Lên cục hết trơn. Nu nha cô chú anh chị. Cây đang sống khỏe bể mục nha cô chú anh chị. Đang lên mục rồi con. Rồi cho em thông số cho anh ha. Quỳnh thân 28 bà con ơi. Dạ quỳnh là 28. Chiều cao 57 rồi con. Dạ. Từ thân ra cành phóng 57 luôn bà con ơi. Dạ. Tổng hoành đế 140 nữa bà con. Dạ rồi, tổng hoành đế là 140. Đường kính bầu 58 bà con ơi. Dạ. Để cắm xuống nha cô chú. Để cắm không rồi bà con ơi. Dạ rồi, mã số 4 mình giao lưu nhiêu anh? Cái mã số 4 này giao lưu cho bà con 4.500.000 bà con. Dạ 4.500.000 nha quý cô chú anh chị. Mã số 4. Rồi. 2 nha. Dạ rồi, phôi mai vàng mã số 5 nha cô chú anh chị. Cũng là một phôi mai vàng dán bay. Để dán bay bà con. Dán bay. Hôm nay phôi dán bay cây khéo nhiều lắm nha cô chú anh chị nha. Đế cũng đều hết bà con ơi. Đế này rất là khéo đế nha cô chú anh chị. Đế nó chảy nó bỏ giò nè. Như là một con thú vậy nha cô chú ha. Vì thú nằm á. Cây này về ghép mau chơi lắm bà con. Già cây dữ lắm già. Cây này bà con mua về bà con an tâm á. Rồi anh xem thông số nha. Một cây dán bay mã số 5. Hoành 19 bà con ơi. Dạ hoành 19. Chiều cao
từ dưới lên trên tới trên là 67 bà con. Yeah. Ra tới Cành Phóng là 108. Yeah. Rồi đường kính bầu như cô chú anh chị. Đường kính bầu 52 bà con ơi. Yeah, đường kính bầu 52. Cây đóng cốt cành khéo nha cô chú anh chị. Cây mã số 5. Dạ, mã số 5 mình giao lưu nhiêu anh? Mã số 5 giao lưu bà con 2 triệu bà con. Dạ rồi, 2 triệu nha cô chú anh chị nha. Rồi anh đổi cho nghe ha. Tiếp tục là phô mai vàng mã số 6 nha cô chú anh chị. Lùi, số 6 một phô mai bonsai lực lưỡng nha cô chú anh chị nha. Cây mã số 6 là hàng huyết nha cô chú. Hàng huyết mà bà con. Nó như thú nằm vậy đó. Quá chừng lực nha cô chú anh chị. Bể đế cây rất là sáng, cây rất là đẹp cô chú. Đế bắp không bà con ơi, đế còn bự không. Dạ. Rồi anh cho em không xấu ha. Hoành thân nó 48 bà con ơi. Dạ hoành là 48. Chiều cao 49. Đường kính bầu 56 bà con ơi. Dạ. Rồi mã số cái 6. Mã số 6 này giao lưu với bà con 11 triệu bà con. Dạ 11 triệu nha quý cô chú chị ơi, một phô mai vàng rất là lùng lực bà con. Bút măng luôn. Dạ rất là nâng cây ha. Đỉnh nó có 18 mà bà con ơi. Rồi giá trọt là 18 nha cô chú. Rồi anh đổi cho em ha. Dạ rồi mã số 7. 7. À, một phôi dáng trực trực lắc cô chú chị, có cành phóng, phóng luôn bà con. Nãy có một cây, có mấy cây có cành phóng dáng trực lắc gì ha cô chú chị, mình về mình chơi chung cặp ha cô chú ha. Để hai bên cổng mở một bên cây ha. Mã số 7 bà con. Đế đều hết bà con ơi. Để khéo đế luôn nha cô chú anh chị. Cái bầy này già cây dữ lắm già. Đây cây đế này cô chú chị cộng lực lực không nha cô chú. Rồi, cho thôi số luôn ha. Mã số 7. Mã số 7. Hoành thân 23 bà con ơi. Chiều cao 70 bà con. Tổng hoành đế là 100 bà con ơi. Tổng hoành đế là 100. Đường kính bầu 45. Rồi, cái mã số 7. Mình giao lưu nhiêu anh? Giao lưu với bà con 2 triệu 200 ngàn bà con. Dạ rồi, 2 triệu 2 nha quý cô chú anh chị. Phô mai vàng mã số 7. Dán trực cành phóng nha cô chú anh chị. Rồi, đợi giúp em ha. Giúp. Dạ, tiếp tục là mã số 8. Mã số 8. Một cây dán trực lắc nha cô chú anh chị. Để khéo trực lắc luôn bà con ơi. Mấy cây này thấy chứ mà mình vô tàn lợp phong rồi lại là nhìn thấy phê lắm nha cô chú. Thân nó lắc ha. Để khéo nha quý cô chú. Mày cây rất là già cây luôn nha cô chú anh chị. Cây này đế cũng đều bà con. Dạ. Rồi thông số giùm em ha. Mã số 8 nha cô chú. 22 hoàn thân bà con ơi. Dạ hoành 22. Chiều cao 67 bà con. Dạ. Đường kính bầu 40. Dạ. Cái mã số 8 này giao lưu cho bà con 2 triệu bà con. Dạ rồi, 2 triệu nha cô chú anh chị ơi, phô mai vàng mã số 8 một cây dán trực lắc luôn. Đổi giùm em luôn. Rồi mã số 9 nha cô chú. Cây mã số 9. Dạ, mã số 9. Cây này đế đều bà con ơi. Đế cắm mà. Đế đều gan hết. Này đế khéo lắm nha cô chú anh chị, nó rất là già cây nha cô chú chị, cây da me hết rồi nè.
lên da me hết bà con. Dạ dữ lắm nha quý cô chú. Đang lên được rồi bà con, lên được nhiều hết trơn nè. Cây này về mà ghép vô cái biết liệp luôn ha anh ha. Cây này về bà con trồng liền luôn bà con. Trồng liền. Ghép được luôn á. Ghép khúc là hương vô là nhất luôn. Rồi, thân nó lắc ha, cốt cành đóng khéo lắm nha cô chú. Rồi, cho em không chế nha. Quỳnh 24 bà con ơi. Chiều cao 49 bà con. Tổng quỳnh đế nó 110 bà con ơi. Dạ, tổng quỳnh đế là 110. Đường kính bầu 45 bà con. Dạ. Cái mã số 9 này giao lưu với bà con 2.500.000 bà con. Dạ 2.500.000 nha cô chú anh chị, phô mai vàng mã số 9 nha cô chú. Đế rất là đẹp ở đây, rồi nó lạ lạ nó quấn quấn xuống nha cô chú anh chị. Nó lượng nó quấn xuống ha. Nó quấn xuống không bà con, đều rồi. Đế đều quen. Đợi cho mình ha. Rồi mã số 11 nha quý cô chú. Mã số 11. 9. 9. Cái này mã số 10 nha bà con. Mã số 10. Mã số 10 nha cô chú anh chị. Một cây dáng trực ha, dáng trực lắc đế trực lắc nha cô chú ơi. Anh chị nha. À, thân lắc đế nôm. Chi cạnh tứ diện luôn bà con. Nha cô chú anh chị. Này về đế nôm luôn. Đế nôm mà đế đều nữa. Đế nó quặm quặm xuống không rồi bà con ơi. Hoành 23 cân. Dạ hoành 23. Chiều cao 89 bà con ơi. Dạ. Tổng hoành đế nó 116 bà con. Dạ. Đường kính bầu 45 bà con ơi. Dạ. Cái mã số 10 này em giao lưu với bà con 3 triệu bà con. Dạ rồi 3 triệu nha quý cô chú anh chị nha. Mã số 10. 10. Dạ rồi đổi cho mình nha. Dạ mã số 11 nha cô chú. Rồi một cây mã số 11 bà con. Cô chú anh chị ơi, đế cũ nha cô chú. Cũng trực lắc luôn. Rất là già luôn. Cái cũ nữa nè bà con. Mã số 11 nha quý cô chú nha. Điều 24 giờ luôn nha quý cô chú. Đế đều hết trơn bà con ơi. Đế, ha. Đế đều quen hết trơn nè mà có cái cũ ở trên bự lắm. Nở luôn nha cô chú anh chị. Rất là già. Mà nó già cây coi nó da nó sần sủi trơn bà con ơi. Da thì trời hỏi. Mà lắc. Đây cái con lắc nha cô chú anh chị ha. Con lắc đẹp. Cái con lắc nó nở chỗ này luôn nè. Nó nu chỗ này nó nở ha cô chú anh chị. Dạ rồi cho em thông số nha. Hoành nó 31 bà con ơi. Dạ hoành là 31. Chiều cao lên tới đỉnh là 119 bà con. Dạ. Tổng hoành đế là 114 bà con ơi. Dạ tổng hoành đế là 114 nha cô chú. Đường kính bầu nó 44 bà con ơi. Dạ. Rồi, cây mã số 11 này em giao lưu với bà con 3.500.000 bà con. 3.500.000 một cây phong cao nha cô chú anh chị. Dạ cây nha cô chú, cây thay cây lắc luôn ha. Cây cũ nó cũng bự lắm bà con ơi. Cũ nó tới 37 lần nè. Dạ cũ 37 nha cô chú. Rồi 3.500.000 nha quý cô chú. 3.500.000 bà con. Giá dễ chơi số 11 nha cô chú anh chị. Nó có cái nu luôn ha. Rồi đổi cho em nha. Dạ rồi mã số 12. Một cây dáng trực tàng thông nha cô chú anh chị. Dáng trực tàng thông nhưng mà nó nguyên cái cũ đế luôn bà con ơi. Đế cũ nha cô chú anh chị. Đế cũ đế lực nha quý cô chú nha. Phơi mai vàng dáng trực tàng thông. Đế cũ.
Rồi anh xem thông số nha, cũ đế quá chừng cái cũ nha cô chú anh chị. Quành nó 35 bà con. Dạ quành 35. Chiều cao 1.4 bà con ơi. Dạ chiều cao là 1.4 m. Rồi cũ ha cô chú ha. Cũ đế 60 bà con ơi. Dạ, cũ đế đặt đó. Tổng quành đế là 100 bà con ơi. Dạ tổng đế là 100. Đường kính bầu nó 67 bà con. Dạ. Mã số 12 nha cô chú anh chị. Cái mã số 12. Mã số 12 này số 12. Em giao lưu với bà con 6.500.000 bà con. Dạ rồi, 6.500.000 nha cô chú nha. Khoa mai vàng mã số 12. Rồi. Ở cây giùm em nha. Tốt cả nó mới chuyển hết nha cô chú ha. Cây rất là dễ chơi luôn, đặc biệt là cái cốt cỏ hương là một cây super vip như quý cô chú anh chị. Đây cái đó rồi. Dạ rồi, mã số 10. Cái này cái này. 13. Khoa mai vàng mã số 13 vàng đế vip nha quý cô chú. Mã số 13 nha bà con. Cái này đâm tượng quá chừng luôn. Ồ, đế quá lực luôn nha cô chú anh chị. Đế đều hết bà con ơi. Cái này đế rất là đẹp nha cô chú. Nó đang đâm tượng nha bà con, về bà con trồng liền. Chi cành đầy đủ hết cho bà con ơi. Chi cành nó đóng đóng khéo luôn nha cô chú anh chị. Nó bể xù luôn bà con. Dạ. Bể xù, nách bể trơn. Là bà con thấy dưới nách nó bể hết trơn. Cây này về trồng năm sau nó bung xù. Hoành nó 37 bà con ơi. Dạ hoành 37. Chiều cao 84 bà con. Dạ. Tổng hoành đế 140 bà con ơi. Dạ rồi, tổng hoành đế là 140. Đường kính bầu 60 bà con. Dạ. Cái mã số 13. Mã số 13 này em giao lưu cho bà con 4.500.000 bà con. Dạ 4.500.000 nha cô chú anh chị, giá hữu nghị ha cô chú, một phôi rất là lực phôi nha cô chú. Cây lực lắm bà con ơi, hoành lớn nữa. Dạ rồi, đổi giúp em ha. Rồi mã số 14 là một phôi mai dáng trực lắc nha cô chú anh chị. Đế đẹp luôn. Mã số 14 bà con ơi. Mã số 14. Trực lắc nhưng mà chi cạnh nó đóng đẹp lắm bà con. Đế đều nó đế nó cắm đế, xuống không à. Đế rất là khéo đế nha cô chú anh chị. Đế đều gan hết trơn này, mặt dưới có đế luôn nè. Cộng chữ C luôn ha cô chú anh chị ha. Đó. Đế nó có hết trơn. Đế nè, nó theo chiều nó cộng chữ C này nha cô chú. Cốt cành đóng rất là khéo, rất là dễ lập tàn nha quý cô chú anh chị. Chi cạnh nó đều quá bà con. Rồi cho em thông số nhé ha. Ba mốt hoành thân bà con ơi. Dạ hoành là 31. Chiều cao lên tới đỉnh 130 bà con. Dạ chiều cao là 130. Tổng hoành đế 98 bà con ơi. Dạ. Đường kính đầu 45 bà con. Dạ. Cái mã số 14 này em giao lưu cho bà con 3.500.000 ha. 3.500.000 nha. 3.500.000 bà con. Dạ rồi, đổi cho mình ha, mã số 14. Phô mai vàng mã số 15. Mã số 15. À, trực lắc luôn bà con ơi. Đế cũ. Chi cành đều gan hết trơn. Đế cũ luôn. Đây trực lắc nhìn cũng rất là có duyên nha quý cô chú anh chị, cố cành đóng tứ diện khéo tay ha cô chú. Thân nó đẹp lắm bà con ơi. Đó, nó lắc nè cô chú anh chị.
này đó trên đó, bà con 30 bà Hoành bà con ơi. Cũ tới 46 luôn bà con. Dạ, cũ là 46. Tổng Hoành đế nó 122 bà con ơi. Dạ. Đế cắm xuống này nha cô chú anh chị nha. Chiều cao 72. Đường kính bầu 50 bà con ơi. Cây mã số 15 này em giao lưu với bà con 4 triệu. Dạ rồi, 4 triệu nha quý cô chú anh chị, phôi mai vàng mã số 15. Cây rất là già cây nha cô chú. Già cây dữ lắm mà bà con ơi, sụt xì hết trơn. Chỉ cần nó ra thì sống khỏe bà con. Bà con mua cây của em bà con đừng sợ ha. Dạ rồi. Có gì liên hệ chủ kênh nha, dẫn lại anh chị nha. Rồi. Cái mã số 16. Ok. Chực lắc luôn bà con. Chỉ cần đóng cũng đều hết bà con ơi. Có cái cũ à. Dạ, cũ như cô chú chị. Đó. Rồi, thông số giúp em nha. Hai mươi chín Hoành Thân bà con ơi. Dạ Hoành 29. Em đòi cái cũ luôn đi. Cũ nó tới 37 luôn bà con. Dạ cũ là 37. Chiều cao 87 bà con ơi. Dạ. Đường kính bầu 47 rồi bà con. Cây mã số 16. Là cây cũng cây cuối lớp ha. Em còn cây mã số 17. Ủa? Nữa cô chú chị, cây này cây mã số 16 rồi nha cô chú. Cây mã số 16 bà con. Mã số 16 này giao lưu với bà con 2.800.000 hả bà con. Dạ rồi, 2.800.000 nha cô chú, một cây dán trực lắc mã số 16. 16. Rồi, đỡ giùm em nha, tiếp tục là mã số 17 nha cô chú. Một cây dán trực. Không nói ai biết. Đấy, biết luôn. Cáo lỗi nha. À, cây chi cành đóng rất là khéo cây. Mã số 17 cây nằm như thú nha bà con. Chi cành quá bà con ơi. Phôi này là phôi đỉnh nha cô chú. Vậy nó đang lên tược bà con về bà con ghép là mau ăn đó nha, mau chơi lắm nha bà con. Phôi mai sầu ha. Nó lên sầu hết trơn bà con ơi, phì hết. Mà nó có cái lỗi nghe là nó có cái thẹo ở đây nha bà con, cái lỗi này nè. Dạ, có cái miệng. Nếu mà bà con có ấy thì chốt thì em xử lý lại cho bà con ha. Cái miệng nha cô chú anh chị, cái miệng dễ thương ha. Cái gì cũng có cái thiên tạo một xíu ha cô chú. Nếu mà kéo mặt hết trơn rồi con, kéo nhựa xanh dần nè. Cây này mạnh cây lắm bà con ơi. Cái này nó sùi chảy bắt đầu xuống gần gốc này nha cô chú anh chị nha. Nó bung hết trơn rồi bà con. Cái này tương lai sẽ lên sù mà củ đế đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Nếu mà con có chốt đó, thì nếu mà có cần em xử lý cái lỗ đó là em xử lý cho bà con ha. Cái miệng ta để chứa nước mà em cám miệng. Đế nó nằm một bệnh rồi bà con ơi, nó dấn với nhau rồi. Rồi cho em thông số anh ơi. Cụ đế rất là khéo luôn cô chú chị, cây nó nổ xùi hả cô chú. Hoành 32 bà con ơi. Dạ Hoành 32. Chiều cao lên tới đỉnh 110 bà con. Dạ. Tổng Hoành đế là 124 bà con ơi. Đường kính bầu 66 bà con. Cây mã số 17. Để cắm đế đơm nha cô chú anh chị. Đế đẹp lắm bà con ơi. Đế đỉnh luôn á. Nước ra nó bể xù nè cô chú anh chị ha. Nó bể xù lên nó trơn nè bà con. Chỉ có cái lỗi thẹo này thôi. Có cái miệng thôi nha cô chú. Còn đế thì quá đẹp rồi. Đế bà con khỏi chê. Nó bùng xù lên con hết trơn bà con. Rồi, cái này giao lưu nhiêu ạ? Cây mã số 17 này cũng cây cuối lớp ha. Em giao lưu với bà con 9.500.000. Dạ 9.500.000 nha quý cô chú anh chị, mã số 17. 17. Rồi, anh chào. Cũng cây cuối lớp ha. Em cũng cảm ơn bà con ủng hộ mấy clip vừa qua ha. Em cũng mong bà con ủng hộ tiếp tục đặng có động lực để kiếm cây về giao lưu với bà con. Dạ em cảm ơn bà con. Chính ạ. Rồi, em xin cảm ơn quý cô chú anh chị luôn ha. Em kết thúc video luôn nha.